Nè nè. Đó, đó vậy chị. Lấy cái chuyện truyền ta chỉ không chịu giờ mà lấy cái con tùi cho cái này cho nó sạch đi cho. Người ta phải cái này có kem. Đây xếp lại đi đi. Hả? Thế vậy? Mà đó, đi, phá rồi. Ok, cứ cầm đi, cứ cầm đi. Rồi bao lâu là mới chấm nắng khi nào rồi mới chặt cũng chấm sạch. Đúng rồi, mà thậm chí nếu mà làm cái đấy mà nó bóc được sạch rõ xong thì không cần phải chấm nữa. Vậy dạ. Thì chút xíu nữa mọi người sẽ học cái cách nặng chân máu, chân đinh, nám chân đinh thì xử lý như thế nào. Hiếu em khép chân vào có được không? Tát cho cái. Đây để mình đi đi. Đây là chuyện trên trang nhá. Mình đang môi nhưng mà mình có thể hết. Chị đứng nhìn nó sợ một con. Chắc nhìn. Đây 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 À, chương trình của này là chương trình của bác sĩ này đó. Em có bao nhiêu ca rồi em mới được còn đây là chân truyền của 5 có ca chị. Sâu quá thì nó sẽ ra. Sắp về sâu khổ quá. Không đẹp là không có được. Không đẹp là không có được. Hai mọi người nha, hiện tại thì Huế đang đào tạo cho các chủ spa ở tại quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, ở đây phường 8 đúng không? Đường Nguyễn Trọng Tuyển. Đường Nguyễn Trọng Tuyển nha. À, nếu như mà các khách hàng ở tại Hồ Chí Minh thì từ thứ 3 đến thứ 7 Huế sẽ làm việc ở đây. Nếu mà mọi người có nhu cầu về vấn đề làm đẹp cũng như là điều trị về nám hoặc là những cái vấn đề liên quan đến căng bóng và trẻ hóa da thì mọi người có thể qua trực tiếp spa Phúc Spa ở tại Nguyễn Trọng Tuyển, phường Phú Nhuận, quận 8. À, phường 8 quận Phú Nhuận đúng không? Phường 8 quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy 10 ml thôi nha. Nữa ăn. Ở đây thì chuẩn bị là mình sẽ xử lý cái ca này là cái ca mà sẽ làm mà cho khách hàng cho chị chủ spa ở tại Vũng Tàu á. Mọi người sẽ thấy là cái da của chị thì không có vấn đề về sắc tố, nhưng mà cái làn da là bị những cái hiện tượng như là mạch máu rất là rõ này. Cái thứ hai nữa là những cái nếp nhăn ở vùng mắt này và vùng trán rất là nhiều. Đó, mọi người có thể nhìn thấy rõ. Thì Huế sẽ xử lý cái ca này ngày hôm nay cho mọi người thấy là ngoài cái vấn đề về nám da thì mình có thể xử lý được cả vấn đề về căng bóng và trẻ hóa da toàn bộ cho khách hàng. Ở đây thì là cái ca tiếp theo. À, tiếp theo đây thì là cái ca mà của chị chủ spa ở tại Bình Phước này. Chị đang làm cái liệu trình mà căng bóng và xử lý cái vấn đề tăng sắc tố ở trên bề mặt da. Đó. Đừng để kim gần này quá em nhé. Đây là ok. Tiếp sang tay bên kia đi. Ủa tay cầm này nó cứng này. Em cầm cái kiểu kia nó quay lại chứ. Đấy, tay thế nó mới bay được, nó mới bay lên được mà nó mới đúng được. Ở đây thì khách hàng ví dụ như ở đây thì Huế sẽ không tiêm cannula mà mọi người sẽ thấy là có những cái nốt sần như thế này, tức là Huế đang tiêm cái meso. Tiêm meso thì mọi người sẽ thấy là da khách hàng sẽ có một chút cái xíu cái nốt sần một chút xíu nha mọi người nha. Ủa sao nó kêu cái gì ạ? Ồm mà kêu ồm á. Ồm mà ngãi luôn á. Ồm sợ nó văng cái tiểu cầu á. Máy nó xài rồi. À, cái này thì khi mà mọi người làm thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ có cái hiệu ứng là căng bóng này, trẻ hóa này, đồng đều màu da này và đặc biệt là những cái sắc tố ở trên bề mặt da của khách hàng sẽ được xử lý. À, nếu như mà mọi người tiêm thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha. Tiêm cannula, mọi người không tiêm được cannula thì mọi người có thể tiêm meso. Ở cái meso thì mình sẽ tiêm gẩy sợi nhẹ ở trên vùng da khách hàng thôi. Và khi mà tiêm như vậy thì khách hàng sẽ thấy là cái mình phải ủ tê cho khách hàng. Nếu mà tiêm cannula thì không phải ủ tê, còn tiêm meso thì mình sẽ phải ủ tê cho khách hàng nha. Đó, mọi người nhìn là cái da khách hàng khi mà tiêm xong á,
khi mà tiêm xong thì sẽ thấy là nó sẽ có cái độ hơi hồng hồng nhẹ lên một chút xíu. Hiện tại thì Huế đang ở Hồ Chí Minh nha, từ thứ 3 cho đến thứ 7 công tác ở trong Sài Gòn. Nên là nếu như mà các chị ở trong khu vực trong Sài Gòn muốn qua thăm khám, được tư vấn để những cái sản phẩm làm đẹp, căng bóng và trẻ hóa da hay là điều trị nám, thì các chị có thể trực tiếp qua Spa Phúc ở tại phường 8, quận Phú Nhuận, ở đường Nguyễn Đăng Tuyển. Inbox cho bên Huế cái số điện thoại hoặc để lại tin nhắn ở trên trang để bên Huế sẽ gửi cái địa chỉ cụ thể cho mọi người và xếp lịch để mọi người có thể qua thăm khám cũng như là tư vấn về da nha các mọi người nha. Đó, đúng rồi. Em đẩy ngang lên như thế là ok rồi. Đây, mọi người sẽ qua đây để xem tiếp này. Đây là cái trường hợp mà chuẩn bị Huế sẽ làm cái nám chân đinh. Đây thì đang ủ tê rồi. Cái nám chân đinh của bạn này thì năm nay có mười mấy 18. Tuổi ta? Năm nay 18 tuổi. Nhưng mà đã bị cái phần nám chân đinh rất là rõ ở trên bề mặt rồi. Và hiện tại thì Huế đang ủ tê. Đây này, cái vùng da bạn này này. Đây này, cái nám chân đinh nhá. Mọi người cùng theo dõi nha, cái nám chân đinh nha. Đây, trường hợp của bạn này đang ủ tê. Đây là nám chân đinh thì hiện tại thì đang ủ tê và chuẩn bị xử lý đến cái vấn đề nám chân đinh. Nếu như mà chút nữa thì mọi người sẽ xem là cái liệu trình mà xử lý về nám chân đinh của Huế thì sẽ như thế nào. Nó sẽ rất là hiệu quả và với cái bạn trẻ 18 tuổi như thế này thì cái khả năng mà thích ứng với cái sản phẩm nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều nha mọi người nha. Đó. Mình sẽ xử lý bên này là chân đinh thì bên này là nguyên là nám mảng chứ. Ok, thế thì mình sẽ xử lý cái phần này là chân đinh thì sẽ xử lý theo phương pháp chân đinh. Còn cái phần này nám mảng thì mình sẽ xử lý theo phương pháp là nám mảng. Mình có thể một bên là mình sẽ xử lý chân đinh dập kim mà nặn máu rồi tất cả mọi cái. Còn một bên này thì mình sẽ xử lý bằng cách là mình sẽ bóc tách tiêu. Chiều không? Đó. Cái trường hợp là ví dụ như là cái sắc tố mà nó rối loạn, nó không đồng đều màu da thì mình có thể là xử lý bằng cả cái chấm nữa. Tức là mình sẽ kết hợp rất là nhiều cái phương pháp để làm sao mà... Nhưng mà cùng một cái lúc mình đi... Cùng một lúc luôn á. Đúng rồi, cùng một lúc luôn. Thực ra thì cái nám chân đinh này nhá, cái nám chân đinh này cái quy trình của nó ấy, đúng ra thì mình sẽ phải là tiêm Caruna này, sau đó tiêm Meso vào cái phần mà chân đinh ở trên vùng da khách hàng. Mình sẽ áp dụng cả hai cách tiêm, vừa tiêm Caruna ở dưới, vừa tiêm Meso ở phía trên. Kết hợp với việc là mình sẽ lăn kim ở trên. Sau đó thì mình bắt đầu mình lấy cái máy kim 2, mình bắt đầu mới nặn máu xong, bắt đầu mình mới dập và mình mới ủ tê như thế này. Đó, nhưng mà bạn này thì bạn ấy sợ lấy máu và bạn ấy sợ tiêm thì mình sẽ không có tiêm và mình sẽ xử lý ngay ở cái bước thứ 3, thứ 4, tức là mình sẽ lấy máu này, sau đó mình dập khi tiêm và đưa những cái phần mà phân giải sắc tố vào trong cái vùng da này luôn. Đó, thì với cái chân đinh này thì nó sẽ rất là hiệu quả cực kỳ nhanh rõ, bởi vì nếu như chân đinh mà xử lý xong là nó sẽ không bị tái lại. Còn như nám mảng là dễ bị tái lại, bởi vì nám mảng thì đa phần là do cái nội tiết tố, còn cái chân đinh mà đã hết là nó sẽ hết. Đó, như tàn nhang và nám mảng thì hết, nhưng mà nếu mà mọi người giữ da không kỹ hoặc là cái nội tiết là rối loạn hoặc là đi nắng nhiều thì nó lại bị tái lại, bởi vì nó là cái nám do cái tác động bên ngoài môi trường. Còn riêng cái chân đinh này thì nếu mà mình đã xử lý được một lần xong là nó sẽ không bị tái lại đâu. Đó, thì đây là một trường hợp nám chân đinh của bạn 18 tuổi nhá. 18 tuổi nhưng đã bị nám chân đinh rồi, và mọi người sẽ xem là cái ca này thì sẽ xử lý như thế nào. Đây, mọi người nhìn thấy rõ cái chân đinh đây ạ. Sẽ trả kết quả cho mọi người sau một tuần nữa. Tuần nữa thì mọi người sẽ xem cái sự thay đổi ở trên cái vùng nám này như thế nào. Bình thường nhá, nám chân đinh, cái quy trình xử lý nám chân đinh của bên mình là vẫn cứ tiêm, làm bình thường như nám mảng, như các vùng khác, tiêm cannula. Nhưng thêm một cái phần nữa là tiêm thẳng vào meso vào vùng chân đinh thêm. Sau khi tiêm thẳng meso vào vùng chân đinh thêm, bắt đầu mới đến cái bước là lăn kim. Lăn kim xong thì bắt đầu đến cái bước ủ tê. Lăn kim là lăn cái nào? Lăn kim 0.25. Lăn nhẹ, có lăn cả tân giả. Sau đó bắt đầu là mới ủ tê xong thì bắt đầu là sẽ lấy máu, nặn máu xong thì bắt đầu mới đi đầu phi 12 xong thì bắt đầu là sẽ đẩy cái phân giải sắc tố vào cái tế bào gốc vào. Đấy. Rồi hết giờ rồi đó, phút. Bao nhiêu phút rồi? 20 phút rồi đó. 20 phút rồi, ok, giờ phút ngày đi. Cái essence tan nám với cả cái tế bào gốc đó. Lấy cái essence tan nám với tế bào gốc ra đây. Đây, mọi người sẽ theo dõi nha, theo dõi cái ca mà lấy máu, nặn máu và xử lý cái nám chân đinh của bạn này nha. Ở bên này thì vẫn còn đang
đang lăn kim cho chị chủ spa bên kia. Đúng rồi. Ở đây thì mọi người sẽ dùng này, đầu tiên là tế bào gốc Cansebo và cái thứ hai nữa là cái Essensu tan nám, là hai cái sản phẩm mà mọi người sẽ sử dụng để trong cái liệu trình mà làm lấy máu, là trích máu và làm cái chân đinh. Xuống đây luôn rồi đó hả cô? Dạ. Này không điều trị. Cái này không điều trị là nó lây á. Nó lan á chị. Nó lan rộng lắm. Cái phim 12 á, em chuẩn bị cái đưa phim 12 á. Lấy máu để nặn mụn mọi người cũng làm như thế này nhé. Xong tí nữa điện di cho chị, điện di lạnh cho chị luôn nha em nhé. Cứ một nốt mình chích một cái đúng rồi, cứ mỗi một nốt này là mình sẽ chích một cái. Mình có thể là chích một là mình chích để mình hút như thế này, hai là nếu như mình không có cái hút như thế này thì mình chích không thôi, mình nặn thôi, mình nặn ra thôi. Cho chị cái miếng bột giòn không đi. Con khả rộng, khả rộng. Con nha. Con được cái ung con gì hết. Con nào đâu. Mình làm là thuộc tương xa là mình đẹp. Ừ. Mình đẹp thì mình mới làm cho khúc đẹp được. Có điện di, điện di lạnh. Điện di lạnh thì em cứ điện di nốt cái tinh chất đấy vào. Đúng rồi, em vừa điện di em vừa điện di hết cái đấy vào cho chị. Cái nám chân đinh này nếu mà không xử lý thì nó sẽ lan xuống rất là rộng, và cái nám này thì nếu mọi người không làm kỹ thì nó sẽ khó xử lý được toàn bộ cái chân nám. Em quay mặt lên, em xoay sang bên này đi. Có gì con đau hả? Không có đau đâu, thường gì đấy mà chết mụn á, chết mụn mà. Củ tê rồi mà. Đúng nha, rồi chị tâm lý gì chị lý bé này là đó, cái bé này là vẫn còn nhỏ. Thôi sắp sinh rồi, một tuần nữa là sinh rồi. Con cứ nghĩ là một tuần nữa con đẹp. Không, là sau này nó loang rộng ra, nó đầy hết mặt đấy con. Cái đấy chưa ra mở. Nó làm xuống tới đây rồi. Ừ. Chân nó xuống. Chân nó xuống tới đây. Nó loang, cái chân sâu nó mọc nhanh, chân sâu mọc nhanh. Cái này bị chân sâu dở chắc tốt rồi mà. Cái này phải nên đi mua thuốc nội tiết uống vô chị, phải cho đẩy lên hết. Cái này uống phải ăn uống. Uống để đẩy chân lên, uống đẩy chân lên cho chị nhé, tuyệt góc lên. Uống thì dở mà. Không nhiễm gì ta. Mới đang ngồi, mới đang ngồi đó. Không chừng nó hay đưa về mặt ra. Lọc má. Lúc đó cũng chạy lúc tăng á. Nó hơi đen. Đúng rồi, cái chân nó hút mà. Nhìn thấy máu là đen nha. Mình hút mấy lần vậy là được không? Thường ở đây đang hút lầm chị, nhìn thấy chúng nó lầm xong rồi. Chị khi mình xử lý chim 12 giặt rồi mình không cần phải hút cái này, mình cũng hút. À mình hút xong rồi mình bắt đầu mình mới dập kim. Dạ đúng rồi. Chừng cho bé.
Con rung vậy? Cứ lên, làm nhát rồi, nãy con, nãy con rung quá. Con tăng thêm sức mạnh cho mẹ, giờ mẹ rồi kế cho con tăng thêm sức mạnh cho con người ta. Con nghĩ gì con? Một tuần sau là hai mẹ con đều đẹp hết. Mẹ đẹp con đẹp luôn. Con cứ nghĩ gì sự nghiệp làm đẹp của mình làm hình ảnh để cho mẹ làm khách luôn. Mình là làm hình ảnh để mẹ đi. Máy quay này kêu to không? Ờ, máy PNP này kêu to. Mua máy 1.5 triệu, êm. Ru. Em ru. Máy 1.5 triệu thôi, em ru. Lọc máu đẹp lắm. Máy PNP á, 1.5 triệu thôi. Ờ, nó có thời... đúng rồi, đúng rồi. Bữa nay là lấy đủ rồi hả? Đủ cái gì? Mấy lát tối về em chát với chị. Nó êm á, nó êm mà nó kêu thứ sự. Nó văng. Hồi nãy nó chỉ rung thôi. Nhưng mà máy mà rung quá là nó cũng sẽ văng cái tiểu cầu đó. Phải để cái độ êm. Tức là người ta để quay nhá, quay phải để cái cốc nước lên mà nó còn không rung nước ấy thì lúc đấy nó mới giữ được cái độ tiểu cầu nó cao nhất và nó đẹp nhất. Kiểu như máy phát điện này. Này chắc đi ơi bên này nữa chứ. Nhà thảo sẽ nhờ thảo kỹ thuật coi này rồi đó. Chưa? Em đều những cái đó thôi, tại chỉ muốn mỗi đốt rồi đấy. Nó bỏ ra nên hồi nãy mình lấy mấy đốt rồi chị. Xong rồi bên đây nhiều lắm, mình có lốt rồi. Có một cái có lắm ở đây. Nè. Đúng rồi. Đây. Bên đây thì lăn phi kim xong mọi người nhìn này, da căng bóng này. Đó. Da căng bóng luôn á. Đỡ. Bên này còn nhiều lắm. Không chị, lấy về thì 6 điểm thôi chị. Nhiều lắm. Mà nay lấy một điểm này, bên này 6 điểm rồi. Bên này chị thấy nhiều hơn bên đây. Qua máu nhiều lắm. Lấy tại vì lấy những cái đốt mà nó vỡ. Tức là mình chỉ lấy ấy thôi. Mình chỉ lấy một chút xíu thôi chứ còn không phải là lấy nhiều. Lấy vừa thôi. Em có việc bấm nữa, bấm lấy nó đọc rồi, cái gì nó bấm sâu lắm, mới bỏ cái bấm lấy này mà anh lấy đó. Dễ. Thì bấm sâu lắm. Cái chuyện này nhá, nó đi như gì mà chị, nó đi một cái dòng. Cánh bướm á. Cái bướm ở đây ngay, bướm nhỏ, thì đi, đây không có nhưng mà đây. Cánh bướm á. Cánh bướm nhưng mà nó dày hay là nó mỏng hay là nó theo từng nốt từng nốt. Nó có theo từng nốt hay là nó mỏng. Nó chìm ở dưới nhưng nó theo mảng mỏng đúng không? Một mảng nhẹ ở đây. Piu piu piu. Này xong là sau đó làm kim. Piu đa tầng. Bao đa tầng. Dạ đúng rồi. Chào tất cả mọi người nha. Chút xíu là Phúc làm cái ủ nóng để phân giải sắc tố cho trắng. Cái da nó cũng đã làm cái tảo rồi, nó không được. Tảo không được chị. Tảo không được. Tảo không thể xử lý được sắc tố và nó cũng không có tác dụng gì luôn. Nên là người ta bỏ tảo lâu rồi. Phúc làm cái ủ nóng, thế còn ai làm cái piu? Piu hả? Chả có quy vậy, piu nữa. À. Rồi, 2k. Bây giờ đi em dập phi kim với cái này, tế bào gốc em bôi vào cho chị. Bôi tế bào gốc vào. Bôi tế bào gốc vào vùng này. Với cái essensu bôi tế bào gốc này. Nó quay lại chưa hả? Hả? Có quay lại không? Không. Có gì lên group coi với coi. Trên ở trên trang có, trên trang có. Rồi cho mình như máy phát điện đó. Chị máu nó văng ra thấy láo rồi. Sức vô hả? Đúng rồi. Sức tế bào gốc mà. Cái đầu này cho chị cái đầu kim nữa này. Kim 36 thì có đầu kim không? Thấy không? Bỏ sai không? Ba ô người ta bỏ. Ba
Hàng chi nó kêu phải rồi, em phải canh đều nó ra. Hàng chi nó kêu. Sao? Cho vào quay tiếp. Quay nữa được không? Được. Quay thêm 1 phút nữa thôi. Nhưng mà xem cái màu của nó xem nào. Mình thấy cái hiện tượng nó khác mà mình phải chạy lại mình coi liền lập tức. Không chị, đâu kêu gì đâu. Đấy, bởi nãy em tưởng nó bị hư đó, em tính đi kêu ông bán má cho bảo trì cho em. Về sức cái gì ở quế tế bào gốc hả? Dạ, tế bào gốc chị. Về không có. Lấy sức. Sức cái màu xanh này đúng không? Đúng rồi chị. Cứ tối sức màu xanh, ngày sức rồi màu xanh. Rồi sau đó làm gì nữa quế? Tiếp theo là phi kim. Em dập kim. Dập kim nha chị. Dập kim đều ra nhá. Em xem người ta dạy á là người ta lấy lại nữa hoặc là người ta lấy cái huyết thành ở bên trên ấy, người ta lại cho người ta tách tiếp nữa. Ừ. Em dập cho chị từ 0,5. Ê, dập cho chị 0,5 xong rồi chút nữa là sâu hơn là 0,75. May mắn rồi. Kêu nữa hả? Khác ghê. Không kêu không có bỏ kỳ được rồi. Không phải 5. Không có 5 cảm không chị? Tại vì má là thường thường mới phải ít nhất phải 1 chấm để nó giữ không từ được. 0,5 xong lên 0,75 xong lên dần cho chị. Sức sức cái này lên nữa mà không? Không, sức cái này lên rồi chị. Sức tế bào gốc chưa? Rồi là mình gặp tế bào gốc chứ. Đúng rồi. Cái video của chị thì cũng là vào nhóm là xem được đúng không? Đúng rồi. Đúng. Chị có trong nhóm chưa? Rồi em ép chị vô cho. Lượt 2 em để 0,75. Đau không? Ở trên cái vít ráng hay không? Để nó mới đẹp. Chứ mà nó làng xuống dưới rồi. Nó vỡ sắp tố rồi nó làng. Tại vì chưa có ý thức làm đẹp đó, cho nên vậy á. Chưa cái làm đẹp để lại khác. Chịu khó chứ. Bởi vì thiếu nên không có lấy đăng. Ủa chị hóa cái này để chú làm hay là sao? Cái đấy cho chị về bôi tiếp. Nhiều không? Thừa nhiều không? Phải để tủ lạnh người người ta về cho để tủ lạnh. Nhưng mà để ngăn nắp tủ lạnh ấy, chị. Bảo quản như đó thì chị. Bôi trong vòng 24 tiếng rồi chị. Chị tí nữa chị cứ khô là chị bôi thôi. Thêm một lực nữa không chị? Cho thêm một. Không phải bao nhiêu rồi? Không phải 75 rồi. Lên 1 đi. Đang mất chị hả? Ừ. Ở đây thì mình đang xử lý cái nám chân sâu nhá. Nám chân sâu. Về nhà thì chị cho uống thêm. Uống thêm nếu xử lý bằng bôi cái thuốc ức chế sắc tố ở dưới nữa. Cho nó đỡ đi tăng sắc tố. Bôi. Rồi, nói chung là nguyên một bộ kia, nguyên bộ nám cho em. Bôi rồi uống. Uống, bôi, đắp mặt nạ vào những vùng bị nám. Đắp hàng ngày luôn á. Đây là cam mẫu cho mẹ làm. Xuống
giảm bao nhiêu có thích nè. Nhiều hết rồi, xẹp xẹp nhiều rồi. Xẹp vào đó mà không xẹp bình thường lại đó chị. Đây chị tiêm chị Hạnh chị spa ở đâu nhỉ? Bình Tân. Chị Hạnh spa ở Bình Tân vừa mới tiêm căng bóng và trẻ hóa này các chị này. Chị không bị sắc tố, không bị nám mà tiêm căng bóng trẻ hóa xong thì da ôi trời căng. Cười không thấy nếp nhăn nào luôn. Nó chỉ sưng một chút xíu thôi các chị nhá. Nó chỉ hơi nề 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 baby mặt baby một chút xíu thôi, xong rồi thì là nó sẽ xẹp hết. Ừ, nó xẹp hết. Nó sắp thấy này đỡ nặng rồi nè. Chị khi tiêm xong thì chị thấy sao? Lúc tiêm như thế nào và tiêm xong chị thấy sao? Tiêm chị? Thì nó hơi lúc tiêm thì nó hơi buốt. Dạ. Nhưng giờ thấy nó bình thường rồi. Cái này xong rồi mình được một tiếng nữa không? Đúng rồi. Tức là chị cứ bôi, chị ở đây thì mọi người nhìn thấy là chị đang nghỉ khô 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 cái trắng trắng này là bởi vì là đã chị đang bôi cái huyết tương. Sau khi tiêm xong thì mình sẽ xử lý là bôi cái huyết tương để cho chị, nó căng bằng. Thêm cái gì? Thêm cái này, Essensu này. Giỏi với chị một giọt Essensu tan nám ở phía trên để phân giải sắc tố. Lắc đều lên này nhé. Bạn nãy đỏ, đây đáng ra bình thường theo đúng quy trình là phải tiêm tiêm xong lăn kim các thứ y như là làm bạn hút máu nó đỏ. Cái này mình tiêm meso được mà chị, đúng không hả? Cái này mình tiêm meso được không? Có cả tiêm meso, có nghĩa là vừa canula vừa kết hợp tiêm meso vào vùng chân nám, sau đấy là phân giải sắc tố phía trên bề mặt bằng cái phi 12 chích máu như là lúc nãy cũng làm. Nhưng mà em này là mình không có tiêm, mình cứ tiêm thôi. Em này là em không sao? Không em nó lâu nhát hơn, nó lâu hơn. Em này em nhát thì nó lâu hơn. Sao mình không tiêm với sơ cho nó nhanh? Tại vì em nhát, em nhát tự tiêm. Nghĩ chứ mốt đẹp là thôi để cho vượt qua một hai lần đã. Một hai lần xong thì mốt đẹp là làm á. Thấy đẹp dần thì sẽ có quyết tâm hơn. Ba hôm nữa về mà mờ cái chân này là lại đến gặp chị Phúc. Chị Phúc ơi tiêm cho em. Em xin chị. Tiêm meso là mình vẫn hút máu giống vậy xong rồi mình vẫn không tiêm meso là mình phải tiêm trước tất cả mọi cái xong. Xong bắt đầu ấy thì mình sẽ không có cái đoạn mà mình sẽ chích máu nữa mà mình sẽ phi luôn. Mình bỏ cái đoạn chích máu, mình sẽ phi tiếp. Thêm phi nhưng mà mình sẽ phi dập cái chị, giống như điều trị sẹo á, để cho nó dập vào cái chân này thì mình sẽ không phải hút máu nữa. Mình tiêm xong rồi mình dập luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Mình tiêm xong rồi mình dập luôn thì cái chân đinh nó sẽ được hút dần và nó mờ. Nó hút dần lên xong nó mờ luôn. Vậy em coi mình khỏi thì mình chấm luôn. Dạ đúng rồi. Mình khỏi thì chấm. Mình đỡ phải chấm. Cái này đối với nám chân sâu là mình phải làm cái này. Nếu mình hút máu tim nó sẽ hiệu quả hơn, ở ngoài mình lăn như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Có ở trong cái quyển mà phác đồ điều trị nó có cái bước này đấy. Mọi người hút máu này xong rồi dập phi các thứ là có hết á. Chút xíu nữa mọi người nhìn này xong mọi người đọc cái phác đồ mọi người sẽ hiểu. Còn nếu mà đọc không là không hiểu đâu. Sẽ đưa hết cho mỗi chị một bản. Đọc không là về là ngơ ngác không hiểu vậy ha. Nhưng mà thờ qua như thế này rồi về đọc cái là biết. Như mình phải học rồi mình mới đọc. Đúng rồi. Nó dớm máu là ok rồi. Dớm là tại vì mình phi đấy. Ok rồi. Đau đi chị, đau mắt cho bé đi chị. Đấy lại kim 0.5 ấy. Cái này về nhà mẹ làm là nhõng nhẽo là không làm được đâu nhỉ. Đau. Nhưng mà không, nhưng mà sau lần này là bé nó sẽ chịu làm. Đẹp lên mà. Là đã thấy hiệu quả là bắt đầu nó sẽ làm. Đẹp. Này tới em đưa lên group hết à. Đây, trong page có ấy chị. Chị vào trong page xem lại là có. Em gửi lên. Dạ. Cái này mà không làm là già biểu nó lan xuống đây rồi xong. Đây là bây giờ nó đang bị lan ở dưới lan này rồi. Cái chân sâu nó đang loang xuống dưới này rồi. Em làm rộng rộng cái vùng dưới này ra vì là cái chân nó loang rộng. Nhiều quá trời. Nhiều chân đúng không? Lúc đó có mấy đứa em chị phải điều trị sớm rồi được rồi. Để cho nó lan rộng quá. Nó có 1-2 nốt mình xử lý luôn thì nó không nhanh. Dạ, đỡ nó không bị đau. Càng để lâu thì nó loang rộng thì diện tích mình điều trị tổn thương nó rộng.
của Hiếu, cái tiểu cầu của Hiếu xong chưa? Hiếu ơi, Hiếu. Hiếu đâu rồi? Tìm chị Hiếu ơi, giống à. Ai mic thuốc đi. Quyên mic thuốc đi Quyên. Mic thuốc đi, mic thuốc. Ờ, nãy em. Mic y như lúc nãy chị nói đấy. Mic cho chị 8 ml nhá. Tất cả là 8 ml. Cái này mà tiêm được xong rồi mà làm được như thế này chỉ một lần thôi, hiệu quả rõ ràng luôn. Nha. Tại vì tiêm thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều á. Tiêm nhá, tiêm cái chân này. Đỡ nhiều lắm, thì đỡ được 30% luôn á, tại vì nó mờ rõ luôn á. Chấm á. Chấm mô đô á, đây có ai, người có ai vậy chấm mô đô đâu. Không nhìn thấy ai cả. Đây có chị đây nhưng mà chị không chấm. Định chấm. Đây tí rồi. Ừ, chắc không biết có nên chấm. Chấm được đấy chị, cái này là tàn nhang mà. Cái tàn nhang này chấm được á. Chút xíu chấm đi, chị chấm để chị test đi. Được rồi chị, nó nhiều quá, nó sẽ không thấm hết rồi. Rồi cho cái phân giải sắc tố là được rồi. Cái phân giải sắc tố gì vậy? Cho phân giải sắc tố vào lên. Chấm là khỏi cần ủ gì hết á con. Không không, chấm không phải ủ gì đâu. Cho làn này chút xíu nè. Thế là nó bị loang hay sao? Nó bị loang mà. Được chưa? Rồi, để cái... Mọi người sẽ chủ yếu là lấy cái tế bào gốc, cansebo và cái phân giải sắc tố nhé. Để làm phân giải sắc tố ở trên bề mặt. Cái essensu tinh chất tan nám á. Để phân giải sắc tố ở trên vùng da mặt. Có chị. Chị làm sạch da đi. Xong rồi để em chấm. Có bạn nào là chấm tới 7 ngày là mình không đụng nước mình bóc sạch. Có ai làm sạch da dùm chị ấy không? Chị Sa không? Nhưng làm cho chị, em làm cho. Em làm nha. Chị lên đi, chị lên đi. Cái này mình làm cái bề mặt của nó bị tổn thương ha. Đấy đúng rồi chị. Ừ. Tổn thương để nó đẩy cái tinh chất vào sâu, mấy hai nữa là mình hút cái chân lên ấy. Ừ. Hút cái chân sâu của nó lên ấy. Mình chích máu, mình lấy máu, mình hút lên. Nám chân sâu khó điều trị lắm. Đúng rồi. Nám chân đinh. Nám chân đinh. Cũng gọi là nám chân sâu. Nhưng mà chân đinh dễ điều trị, chị bị sao chị điều trị nó không phát lại. Nó không phát lại, còn nám tàn nhang với nám mảng thì nó hay bị tái phát nên mọi người phải kiêng nhiều á. Ví dụ cái nám này nó sẽ không tái phát lại. Không không không. Không chị. Cái này xử lý xong là nó không bị. Nhưng mà dễ cho về uống nước tối nha. Nấm mảng thì phải kỹ. Không không, nấm mảng không có làm cái này. Nấm mảng thì mình làm cái tiêm với ủ nóng. Lăn kim nhẹ và ủ nóng. Ủa chúng ai ủ nóng vậy không? Em nè, em ủ. Để chút nữa coi ủ. Coi đi rồi quay tiếp đây. Ai phải nắm rõ rõ, nắm mảng rõ, ủ nóng nhìn nó tan rõ luôn ấy. Em làm đi vậy áp nắng nè, để em làm đi. Nắng là cái nắng cô. Nắng chứ nè, áp em phù lưu với mặt. Nắm đen. Nắm đen nó cho anh nắm đen, nắm đen, nắm nắng. Xong rồi. Rồi. Đấy, sắp hết chân đinh rồi. Chị này cho miếng rồi. Chị chỉ cho đây xíu. Dạ, cho em một miếng này nữa chị hả? Em lăn dùng cái gì này cho chị chỉ. Rồi giờ về chiều. Giờ đi thôi, giờ đi bố lạnh dịu lại. Uống bôi đắp nhưng mà mấy ngày đó. Không mấy ngày thì cho em 3 ngày là chỉ có dùng tế bào gốc thôi nhá. Tế bào gốc cái tế bào gốc một. Đem cho nó nhiều không chị hả? Đó. Bán sau đó thì là ví dụ như tối là dùng đó. Xanh xong rồi sáng là dùng trắng. Xong rồi hả? Tối dùng xanh. Chị tên tiền máu bị rồi. Hả? Pha hai loại đúng không? Đúng rồi, pha hai loại đó với nhau. Chị với chân đinh vậy là xong rồi hả? Chân đinh thế là xong. Bình thường thì xong cái này, xong thì sẽ đắp mặt nạ. Em này đi làm quần cái gì? Cái này có đắp mặt nạ không? Có, phải đắp mặt nạ nữa. Nhưng mà bởi vì vừa mới làm tổn thương như này thì mình sẽ pha với nước thôi, chứ mình không đắp mặt nạ với cái sữa tươi không đường. Bởi vì sợ nó nhiễm khuẩn á. Ủa chị có đắp mặt nạ không đấy? Chị đắp lúc nãy rồi còn gì? Không không, cái đấy là mặt nạ nám đấy chị. Thường thường là cái liệu trình tiêm đó là mình sẽ đắp mặt nạ trước xong mình mới tiêm. Tiêm xong là xong, mình chỉ có bôi mỗi cái ấy thôi. Bây giờ pha sao? Pha mặt nạ hả? Pha mặt nạ. Đắp vào nguyên vào cái vùng này. Nhưng mà pha mặt nạ với nước sạch thôi em. Pha chị thì xong đắp nguyên vào cái vùng này. Nước ấm nó keo lại ấy bà.
Nước ấm là nó thành bột trẻ con á. Cái này mà, nếu mà mình lắp thì mình pha với nước lọc á, cái nước suối á chị. Nước suối á, nước suối á. Tại vì nó đang bị ấy rồi. Pha nước suối nữa, đắp vào. Lấy cái ấy đi, lấy cái có một cái màn gì ấy nhỉ? Cái lắp cái miếng này. Ở đây đây đây. Nãy cái miếng kia mình. Chị cầm cái. À, nếu mà da mà căng bóng thì mọi người nhớ là đắp mặt nạ C hoặc mặt nạ vàng. Còn mặt nạ da bị nám thì mình sẽ đắp mặt nạ nám nhé. Vừa mới phi xong thì mình sẽ đắp theo sao chị hả? Bán hộp hay là bán theo ký? Bán hộp. Có 300g một triệu rưỡi một hộp ba. Còn mà hộp đó là chị gửi. Còn đây là ba củ. Có mấy cái lớn thì có. Chấm cái lớn thì. Đây là chấm nè. Chấm á. Chai đấy là chai tam nám, chai sơ su. Chai chấm mới mắc. Đặc quá mà. Đặc quá không chị? Em đúng không? Em thấy vậy vừa đó. Hơi. Cái này mình đắp khoảng bao lâu là được? Đắp tầm khoảng 20 phút. Chị. Là cái này đắp mỗi ngày phải không? Thôi đừng. Bây giờ xa thương là nó sẽ bị ấy. Loãng quá. Nó chỉ cái lúc đấy thôi vì nó có cái cao. À, nó có cao này à? Cao hút nám ở trong này. À. Thì nó mới hút được cái sắc tố lên á. Là nó hơi sệt sệt. Có nhiều người khách thôi, chị đi theo bác sĩ, kêu người sửa cũng được. Một tuần nó tăng chín chị ha. Cho nó dưới đây nè, dưới đây nhiều. Chị đặt ăn nó tăng không á? Em cứ lắc kỹ là được. Em khỏi là tan hết rồi đúng không? Khỏi rồi. Nếu mà nó cho nên mình chỉ cần ba thứ đó thôi. Em này mới được tiêm luôn. Tiêm nữa, nhưng mà em bé nó không chịu tiêm. Bé sợ chưa tiêm. Ai mà còn nám chân đinh á, qua làm mẫu á, làm từ đầu đến cuối cho liệu trình nó đầy đủ. Em sẽ chân đinh đi dễ. Dễ hả? Da xanh hay là xong mình để tầm khoảng 20 phút nha. Mình để tầm 20 phút. Bắt đầu mấy đốm là ok. Chị coi tầm 20 phút cho em nhé. Okay. Xong rồi tháo tế bào ra chị? Xoa tế bào gốc cho bạn đi xong. Cacebo nha. Cacebo là xong. Ok. Xong nha. Bây giờ qua cái ca chấm tàn nhang. Nè, quế. Dạ. Em có cái inox nào không? Có phải làm gì không? Cái thìa inox nào đấy để mình đựng cái chấm tàn nhang ấy. Có chị. Xong rồi mình lấy cái tâm. Hả? Cái mũ á. Bác inox ăn đồ chứ. Cái inox cơ. Không có luôn. Cái muỗng gì lắm á. Muỗng hay là cái gì đấy để ở dưới nhà chị thấy có cái cốc đúng không? Cái muỗng mà mình để nhưng mà bằng inox nha. Inox gì vậy? Inox thì không được. Nó thiệt á. Không. Có cái tế bào gốc nào không? Có lọ tế bào gốc nào hết rồi không? Mà khô á. Có lọ không? Đúng rồi, lọ không ấy. Đó cho chị cái lọ không ấy. Lọ không á. Đây. Có loại ngắn không? Em có loại 5ml không? Có loại nhỏ? Ngắn có. Ờ, có loại 10ml. Nó lấy 7ml. Đúng rồi, dưới rất là chân. Tự nhiên có cái chị này có thấy gì mấy đâu. Vài nó thích. Cái tâm bông. Thích à. Một cái tâm không có gì. Không phải tâm bông mà cái tâm ấy. Tâm to lắm. Được không chị? Tâm để làm một tâm vừa thôi. Cái này để là bụng được không? Không. Phải dùng cái tâm chết. Thì đi quá không gọn. Cái tâm để ấy. Ờ, tâm vừa đừng to quá.
nhìn rõ cái tàn nhang, da trắng cái tàn nhang cái nổi nhìn nó rõ. Lau khô chị, nó vào nước là nó mất tác dụng. Để tàn nhang hai bên má. Đúng rồi. Cái tàn nhang này là tàn nhang do máu này, di truyền ấy. Hôm qua cũng một cái bạn ở Hải Phòng, con trai cũng chấm tàn nhang do di truyền. Được không chị? Anh xe như vậy được không? Anh xe nhỏ hơn nữa. Chú chấm đường đường, chú chấm đường này. Cái cây chấm đâu? Cây chấm thì để đâu? Có cây chấm quên hay có mấy cây cây chấm mình cũng chấm à. Đâu rồi ta? Đâu không con? Đâu nghe? Thế này thì này mà đi nâng mũi đi làm mặt thì thì mình có kiêng nước gì không chị? Có chứ. Chấm thì có kiêng nước gì không? Có. Kiêng nước á. Kiêng vào trong kiêng nước á. Một tuần bao giờ nó bong thôi. Đây là như Hiếu là cũng chấm được mấy cái này. Những cái nổi rõ rõ này này. Đây bố mà cô không có chấm cho em mà nó nguyên à. Chị có em. Ai chấm cho em? Ai chấm? Cô Nhung á. Nguyễn Nhung. À cô Nhung á. Không chấm ngay này sạch ngay. Thì chấm cái chai chấm chấm chân đinh á. Chấm tí tí này, tí tí 2 triệu. Được chị. Đây là chị cái trắng này chị. Nè. Dụng cụ đây. Đây. Đó, đẹp chấm cưng rồi. Anh chấm cưng đâu mà. Anh chơi thế. Đẹp thế nhỉ. Ở đâu vậy? Dạ. Dụng cụ là nắng của em. Tiết mụ bút thần. Ở đâu vậy? Cái này lấy của cái bà kia bán gì á, đưa lại em không biết mua đâu. Nó cây này dám im luôn. Cái này chấm tàn nhang, chấm rồi. Ừ, nó có đầu ghét luôn nè. Chấm ở đâu đó chị? Hấp là sắp khuẩn rồi. Nó rát không? Chị thấy ngứa thôi chưa thấy rát. Rồi 7 ngày tự động nó lột ra hay quá. Mình kiêng nước 7 ngày không? Không, không phải kiêng 7 ngày mà cái này á, là khi mà mọi người chấm xong ấy, khách hàng sẽ thấy là có hiện tượng hơi rát rát một chút xíu. Sau đó thì về nhà khách hàng sẽ kiêng nước đến khi nào mà nó bong hết thì mình sẽ bong nốt nào thì mình sẽ chấm tế bào gốc vào nốt đấy. Bong biết phía hài nó bong chị? Tùy theo da. Tùy theo da tầm khoảng 3 đến 5 ngày. Thường thường là nếu mà kiêng kỹ nước thì nó tầm 3 ngày nữa. Nếu mà không thì là nó sẽ mất 5 ngày. Trong thời gian từ nhà đến nó bong chứ không xong không sức gì hết. Nổi cái tuổi trắng hơn tí nữa nó sẽ khô lại luôn. Cái nào bong thì chấm tới bầu gốc nha. Đúng rồi. Rồi xong khi nó bong hết rồi. Đây mọi người nhá, nhìn nhá. Mình chấm không phải là chấm đến lúc nó trắng mà mình chỉ chấm qua thôi thì nó sẽ sủi trắng lên như thế này. Và những cái sủi trắng lên như thế này thì xíu nữa là nó sẽ bắt đầu nó thâm lại. Ngày mai thì bắt đầu nó đóng vẩy nhé. Nó đóng vẩy lại thì tầm khoảng 3 năm ngày sau nó bong. Nó bong thì nó sạch luôn. Thay cái việc laser chụp khỉu á. Thay vì đi bắn á. Mình có thể thay cái này. Ai mà có laser thì bắn laser. Nếu không thì bắn cái này. Mà nếu mà để an toàn thì làm cái này. Thì cái này nó bong ra rồi thì ví dụ bao lâu thì người ta mới làm cái cây này mua đâu à em? À bong ra cái thì cái bong cái ra thì mình mua cho em đúng chị hả? Chị mua thì nó bao nhiêu chị? Được 400 ngàn cây à? 400 ngàn cây giờ mua liền được không? Bây giờ mua thì mấy bữa mới gửi lên. Bắt tay em tôi gửi lên. Cái này mà thị trường không có. Mua giùm cho chị một cái đi. Chị ở địa chỉ nào nó có gửi lên cho chị luôn. Trời ok.
Em cho chị số điện thoại cho chị nhắn cho chị. Cái này nó bong ra rồi bao lâu mình làm những cái liệu trình? Khoảng 10 ngày, 10 ngày là mình làm được hết rồi. Đấy mọi người nhìn nhá, tất cả những cái, tại vì là da mà. Như hôm qua cái bạn con trai kia là bạn ấy da, bạn ấy đen, nên nhìn rất là dễ cái sủi trắng. Còn ở đây thì mọi người sẽ nhìn rất là kỹ nhá. Nhưng mà đây thực sự đây là tàn nhang, không phải nám, nên là khi mà chấm vào nó rất là hiệu quả. Đó, mọi người sẽ nhìn thấy này. Dạ, nó rét, nó nóng rồi. Nó nóng rồi đúng không? Mấy cái mụn này có chấm được không hả? Có chị. Mụn thâm thì đừng chấm. Nó không, chị có chấm vào nó cũng không mất sạch tố. Cái nhẫn mũ bỏ vô được không chị? Hả? Cái nhẫn bằng mũ á. Cái gì ạ? Cái nhẫn bằng mũ bỏ nó chắc nêu được không? Chị chưa nghe cái gì luôn. Cái nhẫn ngoài trong bông bông xong ấy. À không không không, tất cả đều bằng inox hết em nhá. Cái kia nó bằng nhựa là không được. Mình bằng cái chén thủy tinh được không chị? Chén thủy tinh được. Tất cả đều phải bằng thủy tinh hết, chứ bằng inox cũng không được mà bằng nhựa cũng không được nha. Mình kiếm người mua thủy tinh à. Tất cả đều bằng thủy tinh. Tìm cái chén. Đây này, đến cái này cũng phải bằng thủy tinh này. Ờ. Đó. Cái này chống nắng em đó. Đó. Okay. Tất cả đều phải bằng thủy tinh hết. Tìm một cái chén thủy tinh để mà mình không tìm không ra cái chén đó luôn á. Chén thủy tinh đi ra ngoài cửa hiệu mua ở cái chỗ mà chấm, tức là bát đũa mà người ta không có, không có, không có, cái nó to lắm, nó to như vậy, nó có bé cái hũ nó còn nắp luôn, không sao, không sao, nó làm nhanh nhất, cái nó xong quá, không sao, nó rộng, còn không mình mua cái ly thủy tinh nhỏ như này, cái này nhỏ xíu uống rượu đó, đây mình chỉ cần cái này thôi, nếu mà chấm thì mình lấy một cái tế bào gốc 5ml mình bỏ sạch đi, xong rồi mình làm mua cái cây này cũng được. Cái này chiều về chị rửa nước bình thường hay là nước? Chị rửa nước ấm, chị rửa nước ấm cho em xong rồi chị sử dụng tế bào gốc bình thường. Chấm cả nước rửa luôn. Nước rửa không hiệu quả. Nước rửa chấm nhưng mà nó phải vài lần nhưng mình không cần thiết. Nước rửa bắn máy hiệu quả hơn. Chị trắng quá. Đấy mọi người nhìn thấy nó trắng hết không? Nó trắng hết như thế xong rồi chút xíu nữa là nó bắt đầu nó đóng vẩy lại, nó thâm. Trắng nhưng mà da chỉ khô. Đó. Nói gì rồi. Không phải cái sữa rửa mặt nó không có chịu. Thế à? Cái sữa rửa mặt đó. Sữa rửa mặt đề nghị Phúc thay sữa rửa mặt nha. Nó không có chịu. Sao vậy? Lấy cái sữa rửa mặt, cái sữa rửa mặt của của bên này ấy nó. Không, em rửa cái này không, tại vì da em cho cách ứng không à, em phải rửa cái đó da mới dịu chị. Đây chị này. Vậy em không biết cho chị gì sao chứ cái dòng này, cái dòng linh đai là cái dòng dành cho da dị ứng á. Đường da chị mẫn cảm quá rồi đó. Da cái dòng là dòng dành cho da bị ứng, kích ứng nhất luôn còn xài được mà. Vì nãy giờ cái nó chăm chích cái da mình đó. Thì không phải rồi, em là cái da, cái sữa rửa mặt em là những cái da phi kim, lăng kim vẫn xài sử dụng được. Nó có cái sữa rửa mặt mình. Hay là chị vậy? Hay là chị có cái lấy lộn không vậy? Chị có lấy lộn cái tẩy rửa vậy hả? À. Tại vì vừa nãy giờ em nói chị là lúc chị chấm vô chị có thể em có chăm chích cái rồi em nói không, chị chăm chích như cái da em bị dạng hay ngứa ngứa là nó không chịu đó. Không chịu rồi đó. Tại vì cái này... gì nó cũng có một cái ngoại lệ á. Chứ đây mấy da kích ứng này xài cái này không à. Ủa rồi cái chấm này là bao lâu mình mới xử lý lại được vậy? Một tháng là bông ra, nếu mà chưa có nó còn một số chấm lại. Ừ, đó, một số nốt thì mình có thể một tháng sau mình chấm tiếp được cho khách hàng. Có ai muốn chấm thử không? Có gì phải mới chấm mục đích chứ, còn chấm thử thì đâu có gì. Đâu, chấm cho chị mà. Hiểu chấm không? Chấm rồi. Chấm xử lý mấy cái này ok rồi. Chủ yếu là cái sản phẩm thôi. Sản phẩm nó phải xử lý được, nhưng còn nhiều cái nó không xử lý được. Nó đen rồi nè ha. Cái đó nóc nó nóc đùi. Nóc nó nóc đùi. Cái bùa bắt được luôn hả vậy? Không á. Giảm rồi, giảm sưng nó nhiều rồi. Bình thường là đây đó. Bình thường là đây đó. Bên đây là bình thường. Ồ, đã sưng luôn. Mọi người có ai muốn thử cái chấm này không? Chấm không kìa. Chấm nhẹ tay hay nặng tay không chị? Nhẹ tay thôi. Chấm cho nó dính là được không quên? Chấm lên nhấp luôn. Đâu phải chấm sâu không chị? Không chấm sâu. Nhẹ tay chấm mũi thẳng đứng. Để không bị loang. Cái cây này còn dễ chấm hơn chấm cái tâm nữa. Hả? Cái cây này dễ chấm hơn chấm cái tâm nữa. Được, cái cây này chấm được. Mà nhìn nó chuyên nghiệp á ha. Cây này thì nó chuyên nghiệp hơn. Ở dưới kia nó bán cái nọ cái này
nhiều cây lắm, cây nhỏ, cây bự, cây to, cây xinh nhỏ, nhiều cây lắm. Tại vì nó có cái này có cái bút.